Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin tối nay thứ Năm ngày 15 tháng 12 có một số nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các đại biểu quốc tế tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5. Hội thảo là dịp để các đại biểu đưa ra khuyến nghị hữu ích giúp Việt Nam có thêm cơ sở khoa học trong quá trình hoạch định và hoàn thiện chính sách phát triển quốc gia. Bộ Công an đấu tranh làm rõ đối tượng tung tin đồn thất thiệt về việc Việt Nam chuẩn bị đổi tiền gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống và an ninh tiền tệ quốc gia. Tạp chí Frank Focconi nổi tiếng ra số đặc biệt giải thích cho độc giả nói tiếng Pháp trên thế giới các khía cạnh của tình hình hiện nay trên Biển Đông. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận về vùng lãnh thổ tranh chấp và các dự án hợp tác kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các đại biểu dự hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 5 được tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo lần này có chủ đề Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu đến từ trên 30 quốc gia là các học giả, các nhà hoạch định chính sách và đại diện các đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần đầu tiên được tổ chức từ năm 1998. Từ đó đến nay, các lần hội thảo đều hướng tới việc đẩy mạnh sự phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu, quy tụ đội ngũ chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tiến tới hình thành một tổ chức quốc tế về Việt Nam học. Những nội dung được đề cập tại hội thảo lần này tập trung thảo luận các vấn đề có ý nghĩa thực tiễn đang đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển. Đó là những vấn đề thuộc các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và công nghệ, biến đổi khí hậu. Phát biểu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đại biểu đều nhấn mạnh những triển vọng phát triển của Việt Nam với nhiều lợi thế, đánh giá cao những bước cải cách mang tính đột phá và cho rằng đây là động lực để Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững trên cơ sở những thành tựu 30 năm đổi mới. Các đại biểu cũng đưa ra những khuyến nghị về những thay đổi của thế giới, trong đó có Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và để theo kịp cuộc cách mạng này cần có sự kết nối chặt chẽ giữa chính phủ với các nhà khoa học trong việc hoạch định chính sách, khuyến khích sử dụng các công nghệ mới để tạo ra những sự thay đổi mang tính bước ngoặt về chất lượng lao động, năng suất lao động cũng như xuất hiện những sản phẩm mới phục vụ xã hội. Phát biểu với các nhà Việt Nam học, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các nhà khoa học, nghiên cứu, các học giả trên thế giới đã đem đến những tình cảm thân thiết. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những tâm huyết, những đóng góp của các nhà khoa học quốc tế đối với sự phát triển của Việt Nam cũng như đã tích cực giới thiệu hình ảnh của Việt Nam đến với thế giới. Tổng Bí thư đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo quốc tế về Việt Nam học trong 20 năm qua, để trên cơ sở này đã hình thành một ngành khoa học về Việt Nam. Đồng thời cho rằng 500 bài phát biểu tại cuộc hội thảo lần này toàn diện, phong phú, đề cập nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực với những khuyến nghị thiết thực cụ thể. Và đây cũng là những vấn đề nêu trong các văn kiện của Đảng đã cho thấy tầm quan trọng và quy mô của hội thảo. Tôi đặc biệt hoan nghênh và cảm ơn các nhà khoa học, các học giả, các giáo sư ở trên khắp mọi miền của thế giới đã luôn luôn dành cho Việt Nam chúng tôi những tình cảm thân thiết, sự góp ý kiến, giúp đỡ rất là chân tình. Và thực sự các bạn đã trở thành những người bạn thân thiết của Việt Nam. Các ý kiến của các quý vị thảo luận tại các cái buổi sinh hoạt trong cái hội thảo này sẽ được tập hợp tổng hợp để báo cáo với các cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam. Còn riêng ý kiến của một số các bạn phát biểu tại cái buổi gặp gỡ hôm nay, chúng tôi rất hoan nghênh, cảm ơn, xin ghi nhận và sẽ nghiên cứu trong quá trình chúng tôi thực thi và chỉ đạo thực hiện những cái đường lối chủ trương chính sách của Việt Nam chúng tôi. Những ý kiến của các quý vị vừa phát biểu là thể hiện một cái tình cảm rất là tốt đẹp với Việt Nam, với một cái tâm huyết và mong muốn Việt Nam chúng tôi ngày càng phát triển tốt hơn nữa. Và cái điều này cũng hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của chúng tôi, chỉ mong muốn Việt Nam ngày càng phát triển, ngày càng gắn bó hội nhập với quốc tế, và quốc tế bạn bè cũng sẽ ngày càng đến với Việt Nam để Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào các mặt của đời sống quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, mặc dù thành tựu 30 năm đổi mới đã đem lại nhiều thay đổi và khẳng định vị trí của Việt Nam trên thế giới, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.
Do vậy, Việt Nam mong muốn trên chặng đường tiến tới phát triển bền vững sẽ nhận được sự giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế, trong đó có ý kiến của các nhà khoa học, trao đổi những kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước, bên cạnh sự hỗ trợ về nguồn lực tài chính. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng kêu gọi các nhà khoa học Việt Nam cần vươn lên, tự tin, hoạt động hiệu quả, tăng cường quan hệ với nhiều tổ chức quốc tế để mở rộng giao lưu với thế giới. Đồng thời mong muốn kiều bào, đặc biệt là nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, là cầu nối để ngành Việt Nam học ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết ủng hộ ý tưởng của Đại học Quốc gia thành lập một trung tâm thư viện về Việt Nam học và xây dựng Bộ Quốc trí Việt Nam. Trước đó, với chủ đề phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 đã khai mạc vào sáng nay tại Hà Nội. Tại cuộc hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận về 6 nhóm lĩnh vực: ngoại giao, hợp tác và hội nhập quốc tế, nguồn lực văn hóa, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và công nghệ, kinh tế và sinh kế, biến đổi khí hậu. Từ đó đưa ra nhiều khuyến nghị hữu ích giúp Việt Nam có thêm cơ sở khoa học trong quá trình hoạch định và hoàn thiện chính sách phát triển quốc gia. Dự kiến sau hội thảo lần này, ban tổ chức cũng sẽ đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển trung tâm tư liệu, nghiên cứu về Việt Nam và đề xuất xây dựng Bộ Quốc trí Việt Nam.